Bạn nha, các bạn đến cùng với mình, giờ là mình ngồi để mình nhặt nhãn nha các bạn nha. Đấy. Đây. Đây là giống nhãn các bạn này. Đấy. Mình phải nhặt từng quả một ra những cái quả sâu, quả ống nha các bạn nha. Đấy. Nhặt ra để mà những cái quả thối thì mình để riêng, quả lành mình để riêng các bạn nha. Lắn hết ra rồi bỏ tủ mà ăn dần các bạn ạ. Đấy. Đây các bạn này, đây là cái quả, các cái quả nó bị nứt này nha. Đấy. Đấy. Đây là các cái quả nó bị nứt này các bạn này. Béo một nấy mà được nấy à? Ô trời ơi. Đấy. Bố mới chỉ các cái cành to đâu. Đã, con Đây nói đây hết, hả? vâng. Ô trời ơi. Đây các bạn nhá, mình lấy cho mẹ một cái giá này đi con. Đấy. Ngồi nhặt nhãn đây các bạn này. Nhãn làm già nó để bỏ rồi nha các bạn nhé. Đấy. Đây này, quả này bị nứt, bị sâu mình sẽ nhặt riêng rồi nha các bạn nha. Đấy. Đấy các bạn. Đây này. Mình đang ngồi mình nhặt này các bạn này, mình lắn ra nhá. Từng quả một ra. Đấy. Đây. Đấy, mình đang lắn từng quả một rồi các bạn này. Quả bị nứt bị sâu bị rụng xuống mình lắm rồi nhá. Đấy. Đây này, các quả nứt này là mình quả thối mình sẽ lắm mình vứt cho các bạn nhá. Đây các bạn này. Đấy, mình đang lắm rồi, bỏ riêng rồi nhé các bạn nhé. Bóc rồi. Tí nữa mình bóc ra để mình làm nhãn ngâm rượu nhé các bạn nhé. Đang chọn cái quả nứt, quả tách, quả sâu. Mình bỏ riêng nha. Đấy các bạn này, đấy. Đấy các bạn thấy không? Mình đang phải chọn riêng nha các bạn nhé. Loại ra các bạn. Đấy. Đấy. Mình phải loại riêng rồi nha các bạn nhé. Loại từng quả rồi nha các bạn. Loại ra để tí nào mình bóc. Là mình bóc các bạn. Đây. Mình đang bóc các cái quả bị tách ở khổ trên cây này các bạn nhé. Đây là các bạn này, các bạn nó đem nứt tách nứt đôi rồi các bạn nhé. Đây. Đấy. Đây các bạn nhé, mình đây mình đang phải làm hết các cái quả bị sâu bị xìa nứt tách vứt từ các bạn. Đây này các bạn đó. Căng vỏ vỏ nó mỏng nên là nó tách ra tí là mình sẽ ngồi mình bóc rồi nha các bạn nhé, bóc ra bỏ vào cái ca xong rồi mình sẽ mua rượu về mình ngâm rượu đấy. Rượu long nhãn đấy các bạn nhé, đang ngủ này đậu sau mình đấy các bạn này. À chà, 4 giờ hơn rồi đấy ạ, 4 giờ gần 4:30 rồi các bạn. Đây. Đang phải lặp lại cho các bạn nhé. Công việc là loại nhãn của tôi đến đây là
chuẩn bị kết thúc nhé. Chào các bạn nhé.